Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, thiên thượng chi long, chắc chắn nổ lộc phát tài, bội thu bất ngờ, tiền tiêu cả năm không hết. Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương, tiếp tục đồng hành cùng đại phú quý. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, xã hội càng phát triển thì áp lực mà mỗi người phải chịu lại càng lớn hơn, khiến chúng ta càng lúc càng thấy mệt mỏi hơn. Trong cuộc sống này, mỗi người đều luôn hy vọng bản thân mình có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang phú quý, cả đời không phải lo toan vất vả, đặc biệt là khi bước sang một năm mới. Ai cũng mong mình sẽ gặp may mắn trong công việc. Khi xem tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi có chỉ rõ, năm Quý Mão 2023, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, bước sang tuổi 48. Vận trình của con giáp này sẽ có nhiều bước tiến mạnh mẽ nhờ được quý nhân dốc lòng phù trợ. Cuộc sống của họ trong khoảng thời gian trước có thể khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, quý cô tuổi Bính Thìn trong năm 2023, vận trình khởi sắc trông thấy, thần tài luôn theo sát phù trợ cho bản mệnh. Vậy chi tiết vận trình công danh, sự nghiệp của bản mệnh sẽ ra sao và làm cách nào để năm 2023 quý cô tuổi Bính Thìn có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an sung túc và giàu có? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Đại Phú Quý giải đáp. Xin mời quý mệnh chủ cùng theo dõi chi tiết video. Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nữ mạng, chắc chắn nổ lộc phát tài, bội thu bất ngờ, tiền tiêu cả năm không hết. Đầu tiên là thông tin cơ bản về tuổi Bính Thìn, nữ mạng năm Quý Mão 2023. Tuổi âm lịch 48 tuổi, mạng mộc gặp mệnh kim, xung khắc nhẹ, sao mộc đức chiếu mệnh, hạ tam kheo. Thiên can tuổi bính gặp năm quý, bình hòa. Những người thuộc tuổi Bính Thìn, cầm tinh con rồng, có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ 31 tháng 1 năm 1976 đến 17 tháng 2 năm 1977. Sự kết hợp giữa thiên can bính với địa chi thìn mang ý nghĩa thiên thượng chi long, rồng trên trời. Xét về ngũ hành, nữ mạng tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, cụ thể là sa trung thổ, đất pha cát, xung khắc nhẹ với kim bạch kim, vàng pha bạc của năm Quý Mão. Thiên can bính tương hợp với quý của năm 2023. Dự đoán năm tới sẽ là một năm tương đối thử thách với quý nữ. Tuy nhiên đây sẽ là cơ hội tốt để bản mệnh chứng minh năng lực của mình với mọi người xung quanh. Với tàng năng sẵn có cùng ý chí quyết tâm cao, năm Quý Mão sẽ là một năm rất đáng kỳ vọng đối với mệnh chủ. Sao chiếu mệnh của nữ mạng tuổi Bính Thìn trong năm 2023 là sao Mộc Đức, chủ về tài vận và sự sung túc, bình an. Năm này, phụ nữ sinh năm 1976 cần đề phòng các vấn đề sức khỏe liên quan đến mắt, tay chân do tác động của vận hạn tam kheo. Luận giải chi tiết tử vi 2023, tuổi Bính Thìn nữ mạng trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Vận trình công danh sự nghiệp có sự xuất hiện của sao Phước Tinh, Mộc Đức, báo hiệu năm 2023 sẽ là một năm rất đáng để kỳ vọng. Trong công việc làm ăn, bản mệnh sẽ được quý nhân phù trợ. Mọi thử thách đều vượt qua một cách dễ dàng. Đặc biệt với những người làm kinh doanh thì năm này may mắn sẽ gặp được người hướng dẫn tốt, giúp đón đầu được nhiều cơ hội đầu tư dát vàng. 2. Tài chính. Công việc thuận lợi giúp phương diện tài vận trong năm có phần tươi sáng hơn rất nhiều so với năm trước. Tuy nhiên bản mệnh cũng không nên quá lơ là các kế hoạch tích lũy, bởi đây sẽ là bàn đạp giúp khía cạnh tiền tài được vững bền hơn trong tương lai. 3. Tình duyên, gia đạo. Vận trình tình cảm của nữ mạng tuổi Bính Thìn trong năm 2023 không có quá nhiều biến động lớn. Sự nhạy cảm có chừng mực, khôn khéo trong cách ứng xử và sự mềm mỏng đúng lúc giúp mệnh chủ rất biết cách dung hòa các mối quan hệ trong gia đình. Nhờ vậy mà phần lớn gia đạo của người nữ tuổi này thường đều sẽ rất hạnh phúc và viên mãn. 4. Sức khỏe.
Bước sang năm 2023, mệnh chủ tuổi Bính Thìn được khuyên nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, hạn chế làm việc trong bóng tối, sử dụng các thiết bị điện tử với mật độ dày đặc. Thay vào đó, quý nữ nên chú trọng đến việc bổ sung các dưỡng chất tốt cho mắt, dành thời gian thực hiện các bài tập duy trì thị lực, thăm khám tình trạng của mắt định kỳ. Tiếp theo là chi tiết tử vi tuổi Bính Thìn năm 2023, nữ mạng. 1. Xem tử vi 2023 Bính Thìn nữ mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Quý bình hòa, việc tự làm tự lo, khó khăn không ai giúp đỡ hay thấu hiểu, tiền bạc kiếm được cũng tiêu xài hết, cuộc sống bình bình trôi qua. Xét về địa chi, Thìn gặp Mão lâm hại thái tuế, vận khí không lý tưởng, công việc phát sinh nhiều sai sót, các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, cản trở con đường thăng tiến. Xét về ngũ hành, bản mệnh sinh xuất cho lưu niên, sức khỏe giảm sút, gia đạo có nhiều biến cố, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng càng ngày càng xa cách. Tiểu kết, bước sang năm Quý Mão 2023, nữ mạng Bính Thìn gặp nhiều gập ghềnh, khó khăn khi mưu sự, kế hoạch diễn ra, xảy ra biến cố, sai sót nửa chừng, bản mệnh sẽ cần kiên trì cố gắng nhiều hơn, mới mong gặt hái thành công. Các mối quan hệ công việc hay cá nhân, gia đình đều gặp ít nhiều khúc mắc. 2. Xem tử vi Bính Thìn năm 2023, nữ mạng theo sao hạn. Thứ nhất, luận theo sao chiếu mệnh, nữ mạng Bính Thìn gặp sao Mộc Đức. Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông dạng người, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộn rã, nụ cười ấm no. Mộc Đức là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về gia đạo, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2023. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy, mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Thứ hai, luận theo niên hạn, nữ mạng Bính Thìn gặp hạn tam kheo. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Hạn này chủ về thương tật ở chân tay do tai nạn hình thương bất ngờ, vì thế đương số đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay bị mắt mờ. Hóa giải hạn tam kheo năm 2023. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí, nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Tiểu kết, trong năm bản mệnh được cát tinh giúp hóa giải phần nào những xui xẻo vướng phải. Tuy nhiên mọi việc vẫn phải dựa vào bản thân là chính, đừng chỉ dựa dẫm vào may rủi. Bên cạnh đó dễ có họa hình thương, tai nạn, do đó đi lại, làm gì cũng phải để tâm chú ý. 3. Xem tử vi năm 2023, tuổi Bính Thìn nữ mạng theo vận niên. Sang năm Quý Mão, nữ mạng Bính Thìn gặp vận niên hổ nhập nội, tức là hổ về đồng bằng, sa mạc,
không có mồi để ăn. Công việc hay chuyện làm ăn đều gặp khó khăn, nhất định, rồi mới đi đến kết quả cuối cùng. Làm ăn nên thận trọng, hạn chế góp vốn lớn kẻo bị mất cả chì lẫn chài. Về tình cảm, đương số có nhiều lo âu trong gia đình do con cái gây ra. Nếu vẫn còn độc thân, tình cảm đến rồi đi 5 lần 7 lượt, khó mà thành. 4. Xem vận hạn tuổi Bính Thìn năm 2023, nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2023. Tuổi Bính Thìn phạm tam tai năm thứ 2, công việc gặp nhiều khó khăn hơn trước, một mình phải xử lý nhiều việc cùng lúc, khiến tinh thần căng thẳng liên miên. Tài vận thăng trầm, tiền có kiếm được nhưng gặp vận suy thì mất rất nhanh. Với người ham hố những trò đỏ đen thì càng dễ tay trắng hoàn trắng tay. Kim Lâu 2023. Tuổi Bính Thìn phạm Kim Lâu Thê, không thích hợp đứng tên đứng tuổi để mưu đại sự trong nhà như mua bán xây dựng nhà cửa. Hoang Ốc 2023. Tuổi Bính Thìn phạm Hoang Ốc, không tốt cho việc làm nhà trong năm. Tiểu kết. Đây là năm giữa tam tai, con giáp này khó tránh được khó khăn khi mưu sự. Áp lực căng thẳng tăng cao có thể khiến bạn có suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với mất trắng tất cả công sức từ trước tới nay, lợi bất cập hại. Lại thêm họa Kim Lâu và Hoang Ốc, bạn nên hạn chế đứng ra tiến hành các việc lớn trong nhà như lo liệu cưới hỏi cho con cái. Nếu có ý định xây sửa nhà cửa thì nên tiến hành thủ tục, mượn tuổi, tránh điều bất trắc xảy ra. Tiếp sau đây là phần luận giải lá số tử vi của nữ mạng tuổi Bính Thìn theo từng tháng âm lịch trong năm 2023. Luận giải chi tiết lá số tử vi nữ mạng tuổi Bính Thìn trong năm 2023 theo 12 tháng. Tháng 1, theo tử vi chọn đời, bản mệnh nên dành thời gian này để vui xuân và có được những giây phút ý nghĩa bên gia đình. Tháng 2, bản mệnh nên tập trung phát triển tốt các công việc hiện tại, dành thời gian nâng cấp bản thân để chuẩn bị cho một hành trình mới. Tháng 3, vận trình công việc, tài chính bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, tuy không quá rõ rệt, nhưng đây sẽ là nền tảng tốt nếu mệnh chủ biết cách khai thác cho công việc tương lai. Tháng 4, bản mệnh gặt hái được một số thành công nhất định trong giai đoạn đầu năm, đời sống gia đạo êm ấm và hạnh phúc. Tháng 5, nữ mạng tuổi Bính Thìn cần quan tâm nhiều hơn đến việc bổ sung các dưỡng chất tốt cho mắt, nhất là các quý nữ làm việc văn phòng, thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Tháng 6, bản mệnh nên mở lòng nhiều hơn để chia sẻ những tâm tư giấu nhẹm lâu nay với người mà mình thật sự tin tưởng. Đây sẽ là cách giúp quý nữ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, tìm lại được kim chỉ nam cho hành trình của mình. Tháng 7, tài vận tháng này khởi sắc hơn cả mong đợi, tiền vào như nước. Người làm công ăn lương liên tục, nhận được nhiều khoản thưởng nóng trong những nỗ lực của bản thân. Người làm kinh doanh thu về lợi nhuận khủng từ hoạt động đầu tư. Tháng 8 này, mệnh chủ nên hạn chế đưa ra các quyết định mang tính chất quan trọng. Tháng 9, mọi phương diện của cuộc sống đều phát triển đúng như ý muốn, công việc thuận lợi, tiền tài thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc. Tháng 10, đây là thời điểm thích hợp để nữ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cân nhắc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tháng 11, tránh để những mâu thuẫn vụn vặt mang đến vận hạn thị phi làm ảnh hưởng tới đời sống tinh thần và công việc. Tháng 12, bản mệnh nên chú tâm hoàn thành nốt các dự định trong năm, cộng với đó nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn tinh thần để chuẩn bị năng lượng cho một năm 2024 thật sự thắng lợi. 5. Lời khuyên trên từng phương diện giúp tuổi Bính Thìn nữ mạng thêm phần vượng vận trong năm 2023. Về công việc. Công việc có nhiều thăng trầm, thành quả có thể chưa khả quan, song bản mệnh chớ vì thế mà nảy sinh tâm lý chán nản, bỏ cuộc. Nằm giữa tam tai, tốt nhất nên kiên trì theo đuổi những gì bản thân đã mất công gây dựng, nhưng cũng không thích hợp để thay đổi hay mở rộng. Các mối quan hệ xã giao không quá lý tưởng, thời điểm này bạn cần tránh mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp, không nên tham gia vào chuyện bao đồng, ôm việc người khác vào người,
hãy học cách nhìn người cẩn thận, hành xử thận trọng. Về tiền bạc, tình hình tài chính trong năm có phần sa sút, dễ bị hao tán, làm ăn kinh doanh bỏ vốn nhiều nhưng chưa chắc đã thu hồi như mong muốn. Hợp tác cần suy xét cẩn thận, lựa chọn đúng người, đúng việc, kẻo kết giao nhầm tiểu nhân. Trong năm bạn cũng chớ nên mù quáng mạo hiểm, tham lam chạy theo cái lợi trước mắt. Về tình duyên, gia đạo tuy không phát sinh xung đột quá nghiêm trọng, nhưng mâu thuẫn vụn vặt thường ngày khó tránh. Những vấn đề tưởng nhỏ, nhưng nếu không xử lý thỏa đáng cũng có thể phá hỏng hòa khí trong gia đình. Bản mệnh cũng nên đứng ra điều tiết các mối quan hệ trong nhà, tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với con cái để không tạo thành khoảng cách thế hệ. Về sức khỏe, thể trạng của con giáp này dễ giảm sút, ốm đau thường xuyên, người có bệnh cũng khó lành, thậm chí nếu không cẩn thận, bạn còn dễ gặp họa hình thương, tai nạn, gây hao tài tốn của. Do đó bạn nên quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn, tham gia giao thông cũng phải thận trọng, đề phòng sự cố đáng tiếc. 6. Phong thủy may mắn cho nữ mạng tuổi Bính Thìn, năm Quý Mão. 1. Màu hợp tuổi. Những màu sắc hợp phong thủy nữ mạng tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nên dùng để cuộc sống trở nên tích cực và may mắn hơn. Màu nâu, màu vàng đậm, màu tím, cam, đỏ, hồng. 2. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, thuộc cung Ly, Đông Tứ Mệnh. Khi xuất hành đầu năm, quý nữ nên ưu tiên chọn một trong các hướng sau để mọi sự trong năm được thuận lợi. Đông sinh khí, Bắc diên niên, Đông Nam thiên y, Nam phục vị. 3. Tuổi Sông Nhà. Tuổi Sông Nhà cho người Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Quý Mão 2023 tốt nhất. Ất Tỵ sinh năm 1965, Mậu Thân 1968, Tân Hợi 1971, Giáp Tý 1984, Bính Dần 1986. Thưa quý vị chắc cũng đã nghe câu nói, trên đường thành công không có vết chân của những người lười biếng, đúng không ạ? Thành công được coi là thành quả vĩ đại mỗi con người, kết quả của sự cần cù, kiên nhẫn, trải qua những thất bại. Đường ta đi, cuộc sống không bao giờ trải thảm đỏ, thành công bỗng dưng đâu mà có. Những kẻ lười biếng không thể nhận được thành công, bởi vì sự lười học tập, lao động và thích hưởng thụ. Lười biếng là một thói xấu trong xã hội, gốc rễ dẫn tới các thói xấu khác. Sự thành công luôn giúp thay đổi con người rất nhanh chóng, từ nghèo đói sang giàu có, hay từ bất hạnh sang trở thành con người hạnh phúc. Để có được thành quả này, hãy chăm chỉ cần cù, biến mọi ước mơ của bạn đang ấp ủ trở thành sự thật, với sự kiên trì nỗ lực và không ngại thất bại. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ vận trình chi tiết tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 nữ mạng trong năm 2023. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng kế hoạch cho mình trong năm 2023 tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.